đổ dầu mà lem luôn hết cái lớp make up của con này mẹ. Thôi 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 thôi, nín nín. Trời ơi, tưởng gì? Thôi cái nắng mà đổ dầu cái gì? Để đó, mẹ lo, đi vô rửa mặt, lau khô, ra đây rồi mẹ nói chuyện tiếp. Dạ. Bực bội thiệt. Ủa Quyên, mẹ mới thấy con đi chơi mà sao đi về sớm quá vậy? Có chuyện gì hả? Mẹ coi nè, có ai khổ như con không? Sức kem chống nắng, trang điểm đi chơi buổi trưa, đổ dầu mà lem luôn hết cái lớp make up của con này mẹ. Thôi 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 thôi, nín nín. Trời ơi, tưởng gì? Thôi cái nắng mà đổ dầu cái gì? Để đó, mẹ lo, đi vô rửa mặt, lau khô, ra đây rồi mẹ nói chuyện tiếp. Dạ. Sạch chưa mẹ? Trời ơi, sao không lau cho nó khô đi con. Rồi, mẹ giới thiệu cho con nha. Cái này hả, mấy bà bạn mẹ xài quá trời luôn. Mấy cái bả hồi xưa hả, như cái chậu dầu luôn. Sau này, sau khi hả, mà dùng cái em này xong hả, bóng loáng luôn, không thấy dầu đâu hết trơn luôn. Best seller hàng nhà kìm dầu nha. Mẹ, nhưng mà cái này mắc tiền lắm con, rồi sao mà con có tiền xài cái này mắc lắm. Muốn giá rẻ chứ gì? Con lên kênh bé Út Rùa Mỹ. Trời ơi, lên đó hả, coi like hả, sang sale vừa được voucher hàng chính hãng mà còn bảo hành nữa, uy tín, mẹ đảm bảo luôn. Mẹ mẹ, rồi chỉnh có giảm giá cái này không? Lên coi đi rồi biết, giảm 30%, mà trong đó hả, TikTok còn hỗ trợ voucher, free ship một các kiểu nữa, quá hời luôn. Ủa vậy à, mà con có biết livestream từ mấy giờ đâu? 4 giờ chiều hàng ngày vô đó hả, mà canh mà coi nha, giờ đó chắc cũng ít việc rồi đó. Thôi giờ cái này của mẹ con xài trước nha. Có gì con đặt người ta giao tới rồi đưa mẹ sau. Đi chơi nữa à?